xong mới để ý đằng trước ngày phụ nữ Việt Nam và đằng sau thêm là ngày nữa 8 tháng 3. cái chỗ bán bông này nó biết tận dụng ghê, để tặng luôn lần cho năm sau đỡ tốn kém. À, quà đây, quà tặng cho bà ngoại. Rồi, cảm ơn con nha. Rồi bà ngoại mở quà đi. Rồi bà ngoại mở quà đi ngoại. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần TV và Cuộc Sống Ở Nhật. Thì mọi người ơi, hôm nay thì Quỳnh làm một cái chuyến đi. Mà cái chuyến đi này là cái chuyến đi bí mật. Khi mà Quỳnh đó là đi về Việt Nam mà không có báo trước với mẹ Quỳnh. Và hôm nay thì Quỳnh cũng đi gấp á. Cho nên đó là lý do hôm nay tại sao mà Quỳnh đi về Việt Nam lần này thì trong cái video này Quỳnh sẽ nói cho mọi người nghe luôn nha. Và lần này thì khi mà về thì chỉ có một mình Quỳnh thôi. Rồi, Sa xin chào cô chú. Này, tôi cứ cần sự đồ hại đây. Nè, xin chào cô chú. Xin chào cô chú, xin chào cô chú, xin chào. Ở đây là chị Bảo Kèm. Nó còn ngái ngủ mấy người ơi. Sáng hôm nay thì dậy đi rất là sớm luôn. Sa thì hiện tại bây giờ là vẫn còn đi học á. Cho nên là không có về Việt Nam chung với Quỳnh lần này. Và hôm nay thì Quỳnh đi về Việt Nam là đi vào cuối tuần á. Cho nên nó mới lên, nó đưa Quỳnh đi ra sân bay nha mọi người. Hôm nay sáng Quỳnh đi á thì Quỳnh quên đem theo cái áo khoác. Mấy bữa nay ở Nhật là nó bước qua mùa thu á mà nó lạnh mọi người. Hôm nay Quỳnh đem theo cái áo, trời ơi, nó lạnh kinh khủng luôn mọi người. Đây, quay phía trước cho mọi người xem nha. Rồi anh xã Quỳnh thì ổng hỗ trợ Quỳnh đẩy cái vali đi. Ở buổi sáng hôm nay cuối tuần. Trời ơi, lạnh rung trời ơi. Vô được phía bên trong là thấy ấm áp liền. Ở ngoài hả, gió nó thổi lạnh quá trời quá đất luôn mọi người. Cái đường này thì mình đi xuống tàu điện á. Rồi mình đi vào được phía trong rồi đó mọi người. Hôm nay ngày cuối tuần cho nên thấy cũng đông nè. Quỳnh cho ảnh check in giúp Quỳnh luôn. Anh xã Quỳnh phụ Quỳnh nè, để hành lý lên. Rồi sau khi check in xong mọi người quay nhìn lại, quá trời người check in luôn mọi người, người ta xếp hàng đông ơi là đông luôn. Cũng may là hôm nay á hả, là Quỳnh đi sớm á cho nên là nó nhanh nè. Rồi hôm nay được ba xã nó đẩy phụ Quỳnh một chút, vô kia là một mình Quỳnh tự đẩy luôn đó mọi người, chứ nó đâu có đi về chung với Quỳnh đợt này đâu. Tổng đặc biệt á dành cho những người giống như mang thai, phụ nữ có con nhỏ hoặc là người bị thương đó mọi người, hoặc là người già. Chút nữa Quỳnh sẽ đi vô cái cổng này để khẩu trang nè. Nè mẹ hỏi nè, mẹ đi về Việt Nam lần này là sao, có buồn không? Trời, nó không buồn. Rồi ở đây với ba ba ha. Ba ba xa xa chốt tụt tê chị đất tên nè, hồi nay ra nè. Nó quậy quá, ông cũng mệt chứ, nó mà nó lớn nó quậy mọi người. Thì hả, bây giờ thì chia tay hai cha con để Quỳnh đi vô bên trong. Hôm nay đi cái cửa bên đây thì không phải xếp hàng á. Rồi bây giờ máy bay, hai cha con máy bay. Hay phương ta đi kêu chị kia tên ông đánh cái Quỳnh. Hôm nay đứa nhỏ cẩn thận. Hay arigato ba ba tốt xa khải được kêu chị kia tên nè. Nè nani nani sao rồi em hả, rồi em đi, rồi em, rồi em ở nhà rồi em mà bị đặt sao xạo không à. À cô đi ai cái rồi nữa. À sao? Tại vì hồi nãy lúc mà Quỳnh đi check in á thì Quỳnh cũng có nói là Quỳnh mang bầu á. Cái người ta cho Quỳnh tờ giấy, bây giờ đi vô mình đưa là mình vô được cái cửa gọi là cái cửa dành riêng cho những người mà có trường hợp đặc biệt như mọi người, người ưu tiên á. Rồi, hai ba ba. Ba ba xa. Bye bye. Hai. Ông nói gửi lời hỏi thăm má Quỳnh với gia đình của Quỳnh. Hay, máy bay ba ba. Đi vô trong thì Quỳnh không có quay được nữa cho nên Quỳnh sẽ tắt ở ngoài đây luôn nha mọi người. Hai cha con máy bay. Ba ba. Máy bay. Rồi, sau khi kiểm tra an ninh xong thì bây giờ Quỳnh sẽ đi xuống để đóng dấu bách bò luôn. Hai cha con đứng đây. Đứng đây chào Quỳnh xong bắt đầu là đi về nè. Ai kêu cho cái tên nè. Máy bay. Bây giờ Quỳnh đi xuống là khỏi 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 thấy luôn đó mọi người. Rồi đi. Đây. Máy bay.
Rồi mình đi xuống dưới cái tầng bên này thì mình đóng dấu, đóng giấy, đóng dấu bách bo nha mọi người. Dạ chào chị. Dạ chào chị. Dạ sao hôm nay nó đi học, nó không có về với em, có mình em về thôi chị. Dạ. Dạ em về Sài Gòn, Quỳnh vừa đóng dấu bách bo xong, bây giờ thì mình đã được đi vô phía ở bên trong. Đúng là mình đi về vậy hả, vào ngày cuối tuần đó mọi người, nó đông ghê luôn mọi người. Đây, quay cho mọi người xem, người ta đi quá trời luôn mọi người. Bây giờ là mới có cuối tháng 10 chứ mà bây giờ là gần Tết là còn đông nữa nha mọi người. Có cái chị này chỉ bầu, bụng chỉ bự quá trời luôn mà vẫn được lên máy bay nè mọi người. Có mấy cái tiệm mà người ta bán hàng quà lưu niệm ở đây á, thì chắc có lẽ còn sớm quá cho nên Quỳnh thấy là vẫn chưa có mở cửa luôn. À bây giờ mở cửa này nè, giờ bắt đầu mở cửa đó mấy người. Nhưng mà đợt này thì Quỳnh không có mua bia rượu với dầu thơm gì hết cho nên mình lướt qua luôn. Quỳnh muốn đi kiếm một cái loại bánh hay còn gọi là bánh osembe hay còn gọi là bánh bánh gạo của Nhật á. Mà bánh đó thì bữa có bữa không mọi người ơi. Bởi vậy hôm nay hy vọng là sẽ có để Quỳnh mua đem về nha. Rồi ở đây nó bán mấy cái đầy đủ dễ thương ghê luôn mọi người nè. Bán mấy đầy đủ dễ thương ghê, với mấy cái đồ ngậm ngậm miệng nè cho mấy đứa nít. Cái này cỡ con của bà Nhân xài. Đầu nó lớn nó biết cầm đũa rồi cho nên mình không có mua nữa. Qua bên đây thì có cái quầy bánh. Chắc mình qua mình quầy bên đây quá, tại vì mình thường thường mình mua cái quầy bên đây thì mình thấy nó có bán. Hy vọng là hôm nay nó có bán bánh Quỳnh kiếm vậy trời. Ồ, nó bán bánh mochi nhìn ngon ghê. Bánh bánh mạch trà. Bên đây thì bánh mochi núi Phú Sĩ. Đẹp quá trời đẹp luôn mọi người. Đây nè, nó làm mấy cái hình cho mình ngoài mình coi nữa nè. Thường thường nó bán cái bánh đó, nó hay để ngay chỗ hăng này mà sao hôm nay không thấy luôn mọi người. Trời ơi không biết còn chỗ không. Rồi không thấy luôn. Để mình vòng quanh đây coi có không. Sao vậy ta. Không thấy bán bánh ổ xem bê rồi. Mình kiếm thử coi. Cái này thì là mì mà người ta gói gói sẵn về mình mua về mình nấu thôi đó mọi người. Bên đây thì là thịt. Thịt bacon. Bên đây rong biển. Bên đây thì là khô nha mọi người. Mấy cái khô của Nhật á, mà mấy cái khô này mẹ Quỳnh mua về mẹ Quỳnh ăn không có hợp khẩu vị á. Cho nên bà kêu Quỳnh có mua nữa. Cho nên đó là lý do tại sao hả mà hả bây giờ thấy khô ngon quá mà không mua về. Mẹ Quỳnh ăn bà không có hợp khẩu vị á. Bây giờ thấy cũng tội. Nó làm cái gì cũng có núi Phú Sĩ nhìn thấy thương ghê mọi người. Ở này là wasabi nè. Bên đây thì nó bán rượu, rồi bán mấy cái tách trà, rồi thêm là trà nữa. Ôi trời ơi, cái bánh nó Quỳnh kiếm nó không có bán rồi mọi người ơi. Sao đây ta? Mua bánh nào đây ta? Cái bánh này thì ở trong nó có tùm lum mọi người. Cái này ở trong nó có tùm lum. Đây. Còn cái này thì là ổ xem bê nè. Nhưng mà cũng không có được như Quỳnh như ý nữa. Không có được như ý của Quỳnh. Nó dày quá, nó không có được như ý nè. Đó. Còn bánh con cua này thì Quỳnh cũng mua nhiều lần mà bánh con cua này cũng vẫn ngon thiệt nữa nè. Bánh cua hoàng đế
Thôi giờ mình mua hộp bánh cua hoàng đế đi. Mua cái nào đi. Má Quỳnh ăn ngon ngon chứ mua dở quá, về quá không bả chê bả không ăn nữa vậy. Mua một hộp thôi. À, mình đi. Bên này nó bán nguyên một dãy mochi. Rồi sô cô la ở trong bỏ trái dâu mọi người. Đẹp ghê. Quá trời xinh luôn. Bây giờ mình tính tiền nha. Ở dưới đây là bánh bắp. Rồi tới cua. Ý cái nèo xem bê đúng không ta? Hình như là không phải rồi. Không phải rồi. Thôi đừng có tính tiền ha. Rồi mình sẽ đi ra nha. Đây. Cái bịch nãy Quỳnh mới mua nè. Người ta bỏ vô trong đây cho Quỳnh hết rồi. À, 1 cent 2 mọi người ơi. Là khoảng 200 ngàn tiền Việt Nam. Rồi mình đi kiếm cái cửa số 25. Để mình đến ngay gần cửa máy bay nha. Rồi Quỳnh đã đến được cái cửa số 25. Thì vì Quỳnh có bầu á mọi người, cho nên là Quỳnh được đi cái cửa ưu tiên để mà đi vô trong máy bay trước luôn. Giờ mình sẽ bắt đầu mình vô luôn nha. Hôm nay thì Quỳnh ngồi cái ghế là ghế số 29. Mình đi xuống dưới đây để mình lên. Thì nãy giờ Quỳnh lên Quỳnh ổn định chỗ ngồi rồi. Với lại hôm nay thì Quỳnh đi cuối tuần á, cho nên là những cái chỗ mà giống như là ngồi gần cửa sổ á, thì hôm nay là không còn chỗ nào hết. Hôm nay là Quỳnh được xếp là ngồi ngay cái dãy giữa luôn. Thì lên nãy giờ thì bây giờ đã cũng đến giờ để ăn trưa. Bây giờ thì người ta mới đưa cho Quỳnh phần cơm trưa. Bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem là Quỳnh ăn cái phần cơm trưa gì nha. Đây cái phần cơm trưa của Quỳnh ở đây thì nó gồm có là một cái bánh ngọt hạnh nhân, thêm một cái bánh mì ăn chung với lại bơ. Rồi phía này là có salad nè. Thêm bên đây là cái bún mà nó bỏ chung với thịt gà. Còn bên đây thì là cơm chiên mà ăn chung với lại cá nướng, lại phô mai. Đây là nguyên cái set ăn trưa của Quỳnh ngày hôm nay. Rồi bây giờ mọi người cùng ăn chung với Quỳnh nha. Cái vị của nó chua chua mà. Cái vị của nó chua chua ăn cũng là lạ. Tiếp theo thì mình sẽ thử tới phần cơm nha. Cơm ở đây thì là phần cá nè. Cá với phô mai. Với thêm miếng cơm nữa. Với thêm miếng phô mai nữa. Trên máy bay á, ăn là chủ yếu là tạm thôi nè. Chứ cái nó nếu mà nói là ngon á thì Quỳnh đi bao nhiêu chuyến bay chứ Quỳnh chưa thấy bao giờ gọi là ngon nha. Sau khi ăn xong cũng như là Quỳnh ngủ một giấc thì bây giờ mở mắt dậy là mình đã tới Việt Nam rồi đó mấy người. Máy bay thì đang đáp xuống sân bay, bây giờ thì đợi máy bay ngưng thì mình sẽ bắt đầu check out ra và sẽ đưa mọi người đi đến một nơi nha. Mọi người nhớ là coi hết cái video của Quỳnh ngày hôm nay nha. Thì mọi người ơi, Quỳnh đã ra tới ngoài phía ngoài rồi, Quỳnh check in xong rồi, ủa check out xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt xe để đi qua cái nơi mà hồi nãy Quỳnh có nói với mọi người á. Bây giờ sẽ đưa mọi người đến đó nha. Rồi ok đi. Rồi để lên. Rồi. Rồi ok anh.
Rồi mình lên xe luôn nha mọi người ơi. Rồi mình đi luôn mọi người ơi. Rồi mình tới rồi đây mọi người ơi. Rồi Quỳnh tới rồi đây. Bây giờ hôm nay Quỳnh sẽ đưa mọi người đi đến thăm căn nhà nha. Thì lý do tại sao mà Quỳnh đưa mọi người đến thăm căn nhà này là bởi vì căn nhà này Quỳnh dự định sẽ mướn trong thời gian tương lai cho mẹ Quỳnh với Quỳnh ở nha mọi người. Giờ mời mọi người đi vô chúng Quỳnh nha. Ở phía trước này thì để được chắc cũng được mà mấy chiếc xe. Nếu mà để vô nữa chắc lên tới đây. Cái chỗ này chắc là nhỏ xíu luôn quá. Rồi đằng sau mang dép vô được đúng không em? Ở đằng sau này là có một cái toilet. Rồi một cái bếp. Bên đây là cái giếng trời. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi lên phía trên lầu. Rồi bây giờ mình sẽ lên tới tầng 1 nha mọi người. Tầng 1 phía mặt trước thì có phòng này rộng rãi nè. Phía bên đây. Ủa vậy là tầng 1 này không có toilet hả ta? À vậy hả? Rồi thêm một cái phòng bên đây nữa. Là hai phòng. Tầng 2 thì được một phòng nữa. Thêm một cái toilet ở tầng 2. Phòng bên đây thì nó nhỏ hơn xíu. Bầu leo cầu thang leo không nổi. Bầu leo cầu thang leo không nổi. Rồi mình lên tới tầng thứ 3. Tầng thứ 3 ở dưới đây là một cái sân thượng. Ồ. Sân thượng này thì có mấy che nha. Ê giặt đổ để mình treo ở đây được nè. Ha. Có chỗ cắm điện nè. Vậy cũng được. Phía bên này thì được thêm cái phòng nữa. Ở ngay phía trên. Rồi ở ngoài đây thì được một cái ban công mát mẻ vào mùa hè. Mấy bên này là Quỳnh nhờ bé trợ lý nó đi kiếm giùm Quỳnh cái ngôi nhà này. Thì kiếm mấy căn rồi, nhưng mà tính ra thì căn này vẫn được nhất cho mọi người, bởi vì nó hợp hướng với Quỳnh. Cho nên quyết định sẽ đưa mẹ Quỳnh về đây ở. Cái thứ nhất là cho đậu đi học gần cái nhà cũ của nhà Quỳnh. Cái thứ hai nữa là mọi người cũng biết là đợt trước thì Quỳnh có thuê một cái mặt bằng để Quỳnh buôn bán hàng của nhà Quỳnh. Sau đó thì chủ nhà bán nhà thì Quỳnh phải dọn đồ của Quỳnh đi qua một nơi khác bán. Bây giờ thì Quỳnh sản xuất thêm hàng nữa, cho nên Quỳnh muốn chuyển qua một cái nơi rộng rãi hơn để nó thuận tiện cho đầu tiên là cháu Quỳnh đi học nè, rồi mẹ của Quỳnh thì được gần cái nơi mà mẹ Quỳnh sinh sống để mẹ Quỳnh nói chung là nhớ là những cái kỷ niệm mà hồi xưa ba mẹ Quỳnh ở gần cái khu này nè mọi người. Tại cái khu này là khu ở quận Bình Thạnh á, cho nên là mẹ Quỳnh cũng thích ở ngay khu này, cho nên là Quỳnh bí mật về đây để kiếm nhà. Rồi hôm nay cũng là một ngày đặc biệt nữa, là bởi vì hôm nay là ngày 20 tháng 10. Rồi Quỳnh cũng bí mật Quỳnh về để một chút nữa sẽ dành tặng cho mẹ Quỳnh thêm một món quà nữa. Rồi bây giờ thì mời mọi người cùng đi chung với Quỳnh nha, để hôm nay làm một cái món quà đặc biệt mừng mẹ Quỳnh nhân ngày 20 tháng 10 nha. Rồi mọi người ơi, thì đi nãy giờ thì Quỳnh cũng về đến nhà, và trên đường đi thì có tấp vô tiệm bán bông mua một bó bông để về tặng mẹ Quỳnh, tại vì hôm nay là ngày 20 tháng 10. Đập cửa nha mọi người. Né ra đây để cho mẹ Quỳnh không thấy. Ủa. Chào bà ngoại. Chào chị hai kìa. Chào chị hai. Ủa. Chào Đậu. Ủa sao nó tới về mà sao giờ này về vậy? Bà ngoại nhớ là hôm bữa Quỳnh dắt xa về thì có nói là Tết mới về nha mọi người. Nhưng mà hôm nay làm bất ngờ cho mẹ. Rồi à, thì con vô đi. Hôm nay con đi mua xong rồi về, mưa ướt quá trời ướt luôn. Dạ, mưa ướt quá trời, trời mưa lắm phải không? Mưa quá trời luôn. Vô luôn. Đẩy vô phụ con chứ. À vô. Mưa mọi người ơi, đến nỗi mà giờ cái tờ giấy nãy Quỳnh mua nè mọi người. Hôm nay đi nó ướt hả? Nó bị cong quẹo quẹo, cong cong quẹo quẹo hết trơn luôn.
Nhưng mà hôm nay là một ngày đặc biệt. Năm ngoái giờ này ở Nhật là coi như là mẹ cũng nhận quà. Năm nay cũng không quay lại nha mọi người. Dạ, em bé khỏe không? Bà ngoại, cháu ngoại gờ đi. Bé khỏe không? Bà ngoại thì hai lần trước Quỳnh mang bầu là Quỳnh đều ở Nhật hết. Và khi mà Quỳnh mang bầu thì mẹ Quỳnh đó là không có nhìn thấy là Quỳnh mang bầu hình dáng như thế nào nha. Khi mà Quỳnh mang bầu ở Nhật thì lúc đó là Quỳnh mang bầu xong rồi Quỳnh đẻ. Khi đó là hàng xa nó lớn, một tuổi mấy mới đi về Việt Nam, cho nên mẹ Quỳnh chưa thấy bụng bầu của Quỳnh lần nào đâu mọi người. Lần sau sẽ đưa mẹ Quỳnh đi lên bệnh viện để siêu âm cho ngoại, bà ngoại thấy em bé trong bụng. Thôi đóng cửa lại đi mà, nó cũng trễ quá rồi. Rồi, đóng cửa lại thôi, cũng trễ rồi. Đi về, gặp hôm nay Quỳnh đi về đã vậy còn bị kẹt xe nữa. Trời ơi, đã vậy hả, còn bị kẹt xe rồi còn mưa nữa, cho nên về tới nhà trễ lơ, trễ lắc luôn mọi người. Rồi đây bà ngoại ơi, đáng lẽ là trao ngay ngoài cửa luôn, nhưng mà bây giờ vô đây mới trao cho ngoại đây. Chúc mừng bà ngoại, chúc mừng ngày 20 tháng 10, ngày phụ nữ Việt Nam. À, mua xong mới để ý đằng trước ngày phụ nữ Việt Nam và đằng sau thêm là ngày nữa 8 tháng 3. cái chỗ bán bông này nó biết tận dụng ghê, để tặng luôn lần cho năm sau đỡ tốn kém. Quên, tặng bông xong thì cũng phải có một ít quà cho bà ngoại. Đây, trên đường đi thì cũng có một ít quà đây, quà tặng cho bà ngoại. Rồi. Cảm ơn con nha. Rồi bà ngoại mở quà đi. Đây bà ngoại mở quà đi ngoại. Trời ơi, mừng quá. Bà ngoại mừng. Rồi. Mừng quá. Rồi, cảm ơn con nha. Xe đã đếm bao nhiêu tiền chứ thì cảm ơn con nha. Ngoại không biết bao nhiêu tiền luôn. Nhắm được rồi. Nhắm được rồi, còn ngoại có tiền là ngoại vui rồi. Rồi bây giờ ngoại đi thay đồ dắt đi ăn nè. Tại vì ăn tôi ăn cơm rồi. Hai biết vậy rồi, tôi ăn uống, ăn nấu cơm ăn rồi. Bởi vậy nhiều lúc mới nói về là nhiều lúc về mà tạo bất ngờ mọi người, là coi như là giờ ngoài ăn cơm ngoài không đi rồi, giờ ngoài không đi thì sao? Mưa rồi, đã dậy mưa rồi, ăn cơm rồi no rồi, sao đi nữa, đi chơi nữa, no rồi. Đậu ăn chưa? Ăn rồi. Đậu ăn luôn nè hả? Trời ơi, Đậu nó ăn luôn mọi người. Hai bà cháu nhà. Thôi bây giờ mình mua gì ship về nhà ăn thôi. Chứ giờ ngoại no rồi, vừa ra ngoài tiệm này bắt đầu hai bà cháu ngồi rồi được có mình Quỳnh ăn thì nó cũng kỳ. Thôi, hôm nay trời còn mưa nữa kìa. Hôm nay thì chúc bà ngoại có một ngày 20 tháng 10 thiệt là vui vẻ nè. Và rồi luôn luôn khỏe mạnh nè. Và những cái bệnh như bệnh gì nè ta? Giãn tĩnh mạch, cũng như là những cái bệnh như là vi khuẩn HB rồi bị nấm trên đầu nè mọi người. Những cái bệnh lặt vặt không xương khớp rồi đó, nó bớt từ từ nha mọi người. Bệnh tuổi già thì cái bệnh nó rề nó không có hết mọi người. Giờ chẳng mong gì hơn, mỗi năm thì Quỳnh đều có thể hả được ở bên mẹ Quỳnh nè, rồi đi ăn uống với bà ngoại lại là vui rồi. Thôi hôm nay thì năm nay thì được về với bà ngoại, nhưng mà sau cái video này thì bà ngoại sẽ biết lý do là tại sao mà lần này con về Việt Nam. Tất cả những cô chú anh chị thì coi video nãy giờ thì cũng biết rồi, nhưng mà bây giờ nói lại thì nó cũng sẽ dài dòng ấy, cho nên một chút nữa Quỳnh sẽ nói với mẹ Quỳnh luôn. Video hôm nay thì nó cũng dài lắm rồi, cho nên Quỳnh xin kết thúc cái video lại tại đây. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của Quỳnh á, mọi người hãy bấm đăng ký, like, share kênh YouTube của Quỳnh, cũng ủng hộ cái trang fanpage và cái kênh TikTok của Quỳnh nữa nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video và lần sau. Bye bye.